đời của tôi nó kỳ lạ quá vậy? Sao gì mà nó kỳ lạ quá vậy? Ê, à đây rồi. Ê, chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi. Em tưởng anh nói là anh cầm hiếp cô lạnh đốt rồi. Đây. Ê, trời ơi mày. Vừa mới lên trên của anh thấy cái cửa nó tự đóng mày ơi. Anh ơi em cũng đang ở trên để đây. Con ma đâu? Anh là ai mà đưa búp bê cho nó rồi đúng không? Nửa quảng con búp bê của em rồi. Không không bây giờ mới tìm được mở cái chỗ đốt đốt xác nè. Mở được mấy cửa nhỏ nè. Ê anh tìm được diêm mà mày ơi. À đây rồi, anh tìm được chìa khóa rồi. Đây, tao tìm được chìa khóa rồi, xuống dưới. Mày chơi. À đây, tao tìm được thêm một cái chìa khóa nè, bedroom key nè. Ok. Đi ra vô đóng cửa lại nha, mình mở được cái phòng, mở cái phòng đốt xác chưa? Chìa khóa phòng đốt xác má. Giờ có chìa khóa mấy cái phòng này nè. Mở chưa? Là anh chưa mở phải không? Mở chưa? Chưa. Ê con có búp bê nữa nè. Đây có gì nè? Anh lượm đi. Tao hết lượm được rồi. Ê con ngồi. Lòng tam đô si, cái anh đập tờ giấy đó là lòng tam đô si á. Đâu? Ờ, dit tam som tam bat happen. Ao đo tờ rít viola thôi, kể nó đi, không hiểu gì đâu mà đọc. Anh ơi, thôi một lần mình lượm đi, có một con búp bê phải không? Ừ đúng vậy. Ê tao thấy nó rồi mày ơi. Ê, sao bây giờ nó hung dữ vậy? Nãy nó hung dữ vậy đâu? Ê đâu rồi? Tôi thấy bà rồi, tôi thấy tao rồi. Anh đâu rồi? Tao thấy tao rồi. Đâu? Nó
ơi, đứa nãy nó bên đây ơi. Hồi nãy nó chạy rồi. Chạy ngược lại ơi. Mụ nội mày lên đây cái là tao đấm mày liền á. Nhưng mà quan trọng ê tính ra em không sợ ba mày, em sợ anh luôn á anh. Không, tại vì tự nhiên tao bật ra, tự nhiên có mấy con quỷ búp bê nó đứng đây nó nhìn tao mày. Tính ra game không sợ người chơi cùng đồng đội mình là mình mới sợ. Đây đây đây, anh có chìa khóa từng hầm rồi cô ơi, anh có chìa khóa từng hầm rồi. Bà nội ơi, đi theo em kìa. Bà nội ơi. Ê, chị dấu hiệu rồi. Chị mấy nè. Mày nghĩ là mày hát chứ? Mày nghĩ là mà. Ủa gì? Mày nghĩ là mà mày la cái gì? Xin lỗi. Đây có hộp diêm nè. Ê, ở đây. Đóng cửa. Nhật Bình. Chạy ra chỗ khác đâu ơi. Mày đứng chỗ đây, họ nó vô nó quắt mày đó. Hả? Mày đứng nó vô nó quắt mày đó con. Chạy ra. Tôi phải kiếm thêm một con búp bê nữa để làm búp bê ở trên tầng mệnh. Nhiều nha. Búp bê trên tầng nhiều nha. À đây rồi, một con nè, rồi gỗ nè. Ok có rồi. Ma đâu? Em nè. Tao đốt nó nữa nè. Ê, Dương Bình. 7 con hả? Còn thiếu 7 con hay là đủ 7 con rồi? Còn thiếu 7 con nữa chứ mày mới đó 3 con mày đủ 7 con sao được? Nói được chưa, tôi sai. Lâu hết xíu chứ má. Ui ôi. Cái chỗ đốt ở đâu vậy? Ở dưới tầng hầm này má. Qua bên đây tao đứng đây tao chờ mày luôn nè. Qua đây đi. Tao đây sợ ma hay bà tao luôn, mày không qua đây. Có ba đâu? Tao gặp ba tao không sợ. Tao nghe tiếng hét con gu tao sợ quá. Ba tao sợ ma quá. Anh ơi ma, bắt em ở đây. Em hưu nhỏ ở đây. Anh ơi cứu em. Mày đâu? Em dưới tầng hầm luôn nè. Kiếm em coi. Anh ơi. Ủa sao ma đi chậm nữa rồi? Anh ơi em nè. Từ từ, má đang đi chậm. Má đang đi chậm. Anh đâu? Tôi đang hết chưa? Anh ơi. Cô ba nó đang đi chậm. Từ từ. Anh ơi em bị hưu nhỏ rồi. Thì bây giờ từ từ tao đợi tao dụ cô ba qua chỗ khác. Cái nó tao biết qua được chứ. Nè em nè. Nè em nè. Sau lưng nè. Rồi anh thấy em rồi. Giúp đỡ cứu mệnh. Cứu nạn em gái anh ơi. Cứu làm sao? Cứu giờ cứu làm sao? Không biết. Kìa không biết làm sao nè. Không em nè thấy không? Từ từ đứng lại gần, đứng lại gần ơi. Ơ em thử em đi kiếm miếng búp bê em bắt nó thử ơi. Trời ơi là trời. Trời ơi bay ơi trời ơi. Ê cô ơi, hình như là mình phải đốt miếng búp bê. Hả? Ê má ơi em nghe nói anh ơi. Bà nội nó dưới đây anh ơi. À, bà nội bà ngoại nó dưới đây anh ơi. Thì đúng rồi, tôi vừa đốt búp bê nó dưới hầm đúng rồi, mày đâu rồi? Em bắt búp bê này thử coi. Đâu? Ui ôi ơi. Ngay cửa kìa. Đây nè, ngay cửa nè, bắt đi ơi. Ê bắt không được ba. Ừ đúng rồi, mày bị treo nhỏ bằng búp bê thôi bắt được. Ừ chứ còn gì nữa. Giờ sao giờ? Ê nhớ đang trong phòng đốt mày ơi. Ê. Ê mày chui vô phòng đốt thôi luôn, mày chui vô cái lò thôi ơi. Ê thế này, ê từ từ nha. Cái lò. Có gì đâu. Ê làm sao để to trở lại mới đi. Đốt lửa cho chị gu lớn lại anh ơi. À đốt lửa hả? Đốt lửa hả? Ê có nhiều bạn cách để tiêu diệt ma dễ lắm. Nắm đầu anh cái để anh tiêu diệt ma. À đây nè. Đó. Let's go. Chị mày chạy nè. Đốt búp bê nè. Rồi chạy. Ê chạy lộn đường. Chạy lộn đường. Tự nhiên em chạy đụng vặn ma đâu xanh. Thiên Minh. Quầy vậy. Quầy mày ở đây hả con? Ơi ở trên đây nhiều búp bê lắm cô ơi. Từ đem đi lên. À đủ rồi. Mày bên. Tao đóng cửa. Ê bây giờ anh mà bị bắt anh bị thu nhỏ nữa là thôi hai đứa là niệm luôn á. Sao chưa vừa hở con. Ê buồn què vậy. Ê mày chưa lớn luôn á. Mày bự lại chứ. Chưa ơi bự chứ bé anh ơi.
lần. Sao không nói em nói đi, con ma đứng thế mà đi em mới chạy đó. Tại thì bây giờ nha, bây giờ em anh mà đứng chung với nhau đó là con ma sẽ xuất hiện, ok? Ủa vậy hả? Ừ, nãy giờ vậy luôn đó. Mày còn ngược em, nó có ngược anh đâu. Ê, nó ở ngoài cửa, nó ở ngoài cái lò đốt luôn á. Không mà yeah! Em biết ngay mà. Sao nó bay nhanh quá vậy? Anh ơi, em đón anh nè. Bay nhanh quá là thua luôn rồi đó mẹ. Ba. Trời ơi. Con chào anh ơi. Vừa à. Bà đợi đó thiệt chứ. Vật độ tôi. Rồi bây giờ là múa nha cô, bây giờ là múa Florentino nha cô. Ê nãy giờ nó nằm ở đâu ấy, nó nằm tầng nào anh? Nằm ở tầng 2. Thôi em ấy được một cái chìa khóa rồi. Chìa khóa gì, okay. chìa khóa gì đấy? Hotkey. Thôi hotkey. Thêm một cái nữa, bedroom key. Hotkey là em phải mở được mấy cái cửa trên đây nè. À anh biết rồi cô ơi. Sao vậy? Gì vậy nội? Mấy con búp bê mà có cái hình vẽ giữa bụng á là mấy con búp bê đó dùng để đốt. Còn mấy con búp bê mà không muốn cái gì ở bụng á là mấy con đó là để cho đưa cho con ma, là con ma nó sẽ không bắt mình. À ok, cầm lên con ơi. Đây, đây đang đứng trong bếp anh ơi, đang đứng với Tiểu Cường á. Ê cô ơi, em có chìa khóa bedroom không? Có đây. Lên tầng 2. Đâu, cửa nào đâu, cửa nào đâu. Đây, cửa này. Đây, phải có cái chìa khóa bedroom mới mở được cửa này, đây hai cửa nè. Ok. Để trong đây nữa. Ok. À, trong đây có gì không? Ồ, trong đây không có quần què gì luôn. Chìa khóa bedroom nè, Ok, rồi. Trong đây có gì không? Ồ, trong đây không có quần què gì luôn. Có mấy búp bê, có búp bê. Đây là có chìa khóa nè. Đây. Chìa khóa gì? A tích. Lên từng cửa. Cái nào? Bây giờ mà mở cái chìa khóa, mở cửa này giúp anh luôn, Rồi ok. À, cửa nào em mở được rồi là anh mở được. Ủa, số cào nè. Trời ơi. Là giờ nó hết khóa rồi đó cha nội. Đây. Làm gì nó làm. Cửa tới đây nè. Đó. Hello mấy quỷ. Đây chìa khóa basement nè. Rồi bây giờ mình xuống mình mở hết cửa basement đó trước đi cô ơi. Bây giờ là phải đi bây giờ nha. Ê. Lên rồi nha. Chị ma thức tỉnh. Chị ma thức tỉnh nha các bạn ơi. Chị ma thức tỉnh rồi. Ma quỷ đi chạy. Bây giờ nha, đừng có vội đi đốt búp bê nha cô ơi. Đi mở cửa trước rồi đi đốt cái gì em ơi. Không. Ô chị kìa. Trời ơi. Hết sợ. Chị đẹp như cô gái cầm ranh luôn. Bên đây mày ơi. Lộn đường rồi. Bây giờ phải đi. Bây giờ mình khoan đốt búp bê. Bây giờ mình đi mở hết cửa xong mình phải đi. Tìm đi, mình phải nói. Mình phải xác định từng cái chỗ của búp bê cái đã. Nè nha, bây giờ là lúc nào cũng phải có hai đứa nha. Bây giờ lúc nào phải hai đứa để một đứa bị bắt thì một đứa đứng ở phòng búp bê đốt rồi xong cứu đứa kia nha. Ok, làm đi. Đốt chứ đi. Ê mày đang cầm búp bê thường á mày. Hả? Không phải em đang đốt mà. Con búp bê nó không có đốt được. Con búp bê nó còn bị đốt mà. Trời đất ơi. Em xin lỗi em nhầm. Lụm ra. Không lụm được. Thấy bà rồi. Mày đã tự đốt với mất một mạng sống của mày rồi đứa con. Ừ. Sao chị? Ê chị đang xuống mày ơi. Đây tao đốt thêm con. Đúng con nó ra vui kìa. Chị đang xuống mà chui vô đó. Chị chui vô một cái là hai đứa anh nín giết luôn đi. Không sao anh yên tâm đi. Đừng lên đâu rồi. Hả? Anh ơi! Tao nhỏ xíu rồi mày ơi. Em cứu cứu anh đây. Tao nhỏ xíu rồi, từ từ đỡ xuống lỡ sao anh. Mày tóc biến rồi, mày đang đi nhanh vậy. Thôi bà nội đi, mày tóc biến hay vậy. Cô ơi. Em đốt lửa thôi, em chỉ cần đốt lửa lên thôi là anh to là lại rồi. Đây, em xuống đây, em khâm binh. Anh đâu? Đây, anh đây, I'm here. Đi vô lò đốt, kẹ lên. Đây, sao mày kêu tôi vô lò đốt, hay đứng gần thôi. Mày sẽ đốt được. Củi đâu, à. Củi nè, cầm củi bỏ vô. Quên, xin lỗi, em, ế, giờ sao giờ, em đang cầm con búp bê luôn á. Bỏ củi đốt lên là được, em bấm E 2 lần thôi. Đừng bấm lần thứ 3, bấm lần thứ 3 là thấy bà tao đó. À, đây rồi, ok, lớn chưa? Đốt lửa chưa? Rồi đó. Đốt búp bê đó rồi. Đến chưa? Sao tao nhỏ xíu vậy? Rồi thấy bà ở đây. Ê chị phải đốt búp bê màu đen mày ơi. Ê! À đây rồi. Có búp bê màu đen rồi. Nhưng mà em gì có củi. Củi nè. Ủa? Ê, biến! Mày biến! Bà nội nhà nó hiện đó chứ. Bên đây nè, củi bên đây nè mày ơi. Củi bên đây nè. Đâu? Chỉ coi. Không bây giờ chị làm tính nè, đây củi bên đây. Thôi. Đây bên đây. Từ đợi chị đi vô khác cái rồi vô đốt mày ơi. Ê chị ăn đi theo mày luôn á. Ê dụ chị đi vô đây ba. Ê tao chui vô lò đốt chứ nha, có gì xuống đây cứu tôi với. Ê em nè. Vô đốt đi em ơi. Rồi. Ai đây? Ủa. Ai đây? Ủa lớn
tôi phải bấm vô cái lò hả? À đây, tôi lớn lên rồi. À đem chết rồi, đem rồi, em đụng luôn nè. Yên tâm. Bảo quá. Yên tâm. À, chìa khóa. À đây, em gấp chìa khóa, hai cái chìa khóa đây nè. À đâu? À đây, gấp hai cái chìa khóa nằm đây nè. Bây giờ được không? Bây giờ ba lành tính rồi. Đây, để anh qua lượm nha. Ba lành tính, ba lành tính. Đây, ngay cái đường đi lên nè. Đây nè, lượm hai cái chìa khóa. Đây, bây giờ vô đốt lửa nè. À, phải bấm vô cái lò. Trời, sao nãy mày không nói tao phải bấm vô cái lò mày? Em có biết đâu. Nè, qua đây. Bấm vô cái lò, đây nè, bấm vô cái lò nhanh lên. Yeah! Ôi, bà nội ơi, nãy giờ vậy cứ... Biến, biến kìa. Chạy. Rồi đó, đúng rồi. Tam sáu kế chạy thường sách nè, rồi giờ đi tìm búp bê kìa nè. Giờ đi tìm mấy búp bê kìa nè. Có một con búp bê nằm ở dưới hầm nha. Em có thấy một con búp bê nằm ở dưới hầm. Ok, giờ em xuống em lượm búp bê nó trước đi. Bây giờ anh sẽ đi lên đây em tìm thêm búp bê nữa. Xíu mình đốt rồi mình đốt một lượt hai búp bê luôn. Ui, con búp bê này chạy mày. Mày chạy mày. Đây. Để em. Ủa, con búp bê của em đâu rồi? Rồi, thấy bà đứng rồi. Mày đứng lại. Rồi, lấy được một con rồi. Mày nói trên mày ơi, vô đó búp bê nè. Ok. Rồi chạy. Sáu con nữa. Cuộc đời của tôi nó kỳ lạ quá vậy. Sao gì mà nó kỳ lạ quá vậy? Ê. À đây rồi. Ê, chị ơi. Bà bắt tao nữa rồi. Tôi quên đường. Trời ơi, đây em. Từ từ. Sao hồi quên tới hai lần vậy chị? Anh nhỏ hay hả? Từ quay. Đi vòng vòng dưới hầm tìm có búp bê trắng không? Lụm. Nó chuẩn bị hiện lên anh. Em nghĩ là không phải là có cầm búp bê trắng này là sao đâu. Thôi. Đốt lên cứu anh với, Gì đó em mới nói là đốt lên. Hãy cho em nói gọi lòng tin. Đốt lên cứu anh với mày đâu rồi? Nè. Rồi vô. Đi lên. Rồi lên. Chạy. Chạy tốc biến. Tốc biến. Mày một con. Bốn con nữa. Sao mày đốt đúng lúc vậy con quỷ? Có thể lần tao luôn á. Sao em biết? Em tưởng anh nói là anh cầm hiếp con là anh đốt rồi. Không. À hello anh. Để thấy anh này nè. Không sao. Anh cứ đứng yên đó đi. Để em cứu anh cho. Yên tâm. Đốt củi giúp anh với, lụm luôn búp bê. Đốt luôn đi. Đây mình đang phối hợp. Anh em ơi, đang phối hợp với tôi là mồi nhữ con gu đi đốt búp bê là đậu xanh nha nó. Thì đó anh nè. Em mới thấy anh là mồi nhữ đó. Rồi đi vô đây nè. Lụm búp bê luôn đó. Búp bê này chạy nè. Đâu nó đâu? Chạy cái bàn lên đốt luôn. Sao nãy em lụm lên đốt mày luôn? Mày không có cầm kiếp. À rồi, có búp bê này rồi, Rồi em ok. À đây. Nó chạy nè. Mày bụi. À em bỏng tay cho yên tâm. Em cái ghế bên này. Dành cứ đốt thôi. Rồi, anh đang chưa có gỗ. Đây. Ôi mày. Trời ơi. Ơi mỗi lần cầm búp bê màu trắng là nó sẽ giữ lên đó mày ơi. Chị hả? Qua đây anh ơi, lên lẹ lên, em đốt cho anh nè, em đốt cho anh rồi lên. Ê ghét hồi cái đốt hết củi đây, chị để cứu người thôi đó má. Rồi bây giờ một. Nhưng mà hơi toan nhỉ. Ôi. Hơi toan rồi. Bốn con nữa thôi. Từ đang xuống đây mày ơi, đang xuống đây á. À đây, con búp bê thế mạng rồi. Ôi, búp bê thế mạng nhiều lắm cô ơi. Thế mạng nè con ơi. Rồi, tao có thêm con nữa nè, liu. Hơi rén nhưng mà không sao. Sao? Mình chơi mình có anh em mà mình rén cái gì nhẹ. Đây rồi, em lấy được một con búp bê bị lời nguyền rồi. Xuống đốt. Rồi. Em ok giờ. Rồi, chạy ra. Em đi đằng trước đi, anh chạy đằng sau giờ, đến thế mạng cho. Cái đầu xanh. Trời ơi, anh ơi, em chạy đằng trước mà nó đứng trước mặt em anh ơi. Cái đầu xanh nè nó. Em đây nè, em thấy rồi, Chưa lò đốt, chưa lò đốt. Nhanh. Rồi. Rồi, bấm vô. Ok. Ê, sao cái... Sao con Vy nó đi... Hả? Sao vậy? Mày. Không sao, vậy là em đã có cái gì đó hay rồi. Ok. Bê cô ơi, cái búp bê tiếp cô ơi. Nó trên tầng thượng nha. Đang trên tầng thượng nha. Ôi chết rồi ma, bây giờ bắt đầu lên tầng thượng rồi nè. Trời ơi, đang trên tầng thượng rồi anh ơi. Thấy bà em rồi. Đốt đi anh, có búp bê thế mạng nè. Bây giờ em, tôi đang đi tìm áo cho tầng thượng nè anh. Thế mạng là con trai. Cô gỗ nè. Anh đem qua, để vô. Ôi chạy. Trời ơi, em đang còn cầm con búp bê nữa, còn hai con, em đang cầm một con.
ok. Cần gỗ. Ê, trời đất ơi, tao tông thẳng vô bả luôn. Tao tông thẳng vô bả luôn mày ơi. Trời ơi, trời ơi. Ê, mày đang cầm một búp bê đúng không? Đúng rồi. Rồi, chờ anh xuống, chờ anh chứ là đốt đi. Chờ anh xuống rồi đốt. Anh biến to lên xong rồi đốt luôn. Ủa sao mày ở đây luôn vậy? Thì đó. Gõ bên đây này. Anh nhớ vị trí gõ. Mấy bà rồi. Xuống dưới lò đốt rồi. Xuống dưới lò đốt rồi nha. Rồi đi ra. Cửa bên đây. Từ từ. Trời má, nó bay, nó phi rồi, nó phi, nó bay gì? Từ nha, bà ở ngoài anh em không ra được. Đóng cửa cho nó đi em. Rồi ra đi, nó lên rồi. Ok. Rồi gõ bên đây nè. Đâu, đi trước chỉ anh ơi. Đây. Đâu? Đâu. Ủa sao thấy nó bay vòng vòng cái này vậy mày? Ủa, trời ơi, tan rồi nè. Trời ơi. Đậu xanh trời ơi, trời. Ủa nữa hả? Đúng hai con búp bê luôn á. Cay thế à? Mà một con búp bê cuối cùng em còn biết vị trí nó nằm ở đâu nữa kìa. Cay thiệt sự đấy mà tệ luôn á. Hello chị Ma. À đây Kỳ nè. Đồ một cái hôn Kỳ nè. Đây, để đi mở cửa hết cho. Mở cửa đi. Đây, anh đi mở cửa hết cho. Có gì nó dí mày con trai. À đây thêm một cái Kỳ nè, anh thích Kỳ nè. Ô, chị Ma kìa. Em bà đứng đây đứng kế em này mở được cái dưới tầng hầm chơi. Ở trên tầng thượng sao trên gác mái chưa? Để tao cầm chiếc con búp bê này. Ê cô ơi, bây giờ nè, mình đi vòng vòng mình lấy mấy con búp bê màu trắng mà nó đứng yên á, xong rồi mình đặt tới cái vị trí nào mà mình cảm thấy mà mình nhớ được á. Để một xíu nữa chỉ cần còn mấy con đó thì mình chỉ cần mình đi tìm. Ủa đâu đặt rồi đâu ta? Đặt là em phải tìm mấy con búp bê mà kiểu nó để thấy mạng á, em hiểu không? À biết. Vô đốt. Trong lúc anh đốt em đi kiếm đi. Em hiểu không? Rồi, đây. Em đi kiếm nè, anh đốt em đốt đi. Trong lúc anh đốt em đi kiếm. Đây nó hiện lên đây. Woo! Đây còn một con này nữa. Một con coi, em ok nha, ok. Ủa sao bây giờ nó ngược ta? Nãy anh kêu là để anh bảo vệ mày, sao giờ mày bảo vệ anh rồi? Thì đó. Từ nha. Ủa tao nghe tiếng nó. Anh đang đâu vậy? Ê, nó kìa. Ui nó không bắt em anh ơi. Rồi, chạy. Búp bê trắng rồi. Let's go. Nó hiền rồi. Nó chuẩn bị quạo nè. Chạy. Oh shit, còn 6 búp bê nữa mày ơi. Bây giờ em anh phải đi. Xuống đây tao làm lễ cho mày hồi sinh nè. Anh ơi, trời ơi, em kêu anh nghe là sao vậy? Nó bị lắc. Quả trứng, trời ơi trời. Xuống đây anh làm lễ cho mày hồi sinh. Trời ơi trời, cổ huyệt luôn trời ơi. Xuống đây nào em gái. Đây. Rồi, bấm vô. Rồi, đi. À đây rồi, anh thấy búp bê trắng rồi. Mày chạy đâu con trai? Rồi cô ơi, em có búp bê thế mạng chưa? Chưa có. Đi tìm búp bê thế mạng đi, phải có sẵn một con búp bê thế mạng thì mới dám đốt. Bây giờ em đang đi tìm. Anh xuống. Rồi em có rồi nha. Lò đốt. Rồi bây giờ mình phải đi lấy củi. Đây rồi. Trước anh em ạ. Để em với mấy chỗ gần á. Không, ý là củi mấy chỗ gần thì mình để một xíu nữa mình con ma nó nhanh lên. Anh có chưa? Em đây rồi. Anh đốt rồi. Rồi chạy. Tiếng gào thì đám tới. Bả đây luôn mày ơi. Đây rồi, chạy em cho mấy bả đỡ ơi. Ok. Lên. Lên tìm búp bê khác rồi. Phải tìm búp bê khác rồi. Cứ cầm búp bê thế mạng đi. Chụp bọt thế á. Cái này chính là phải chơi là chụp bọt không á. Đây, bây giờ anh sẽ cầm một con búp bê thế mạng nè. Ở trong đây có nè, trong nhà này có nhiều lắm. Rồi, em lấy một con rồi. Bên em có một con nè. Thấy rồi. Xuống rồi. Ok. Còn thấy ba rồi, chưa có cuối. Đây, em có. Rồi. Ok chưa? Nè cho đây. Rồi. Rồi đi. Lên. Lên đi lụm củi chứ ba lụm củi. Bây giờ mà cứ gặp búp bê trắng thì tôi thay với búp bê thế mạng. Trên đây có nè. Hình như là trên đây có nè. Đây có con nè. Ủa sao thì có con quăng dưới đường. Đang lên mẹ ơi, từ từ nha. Nó ở dưới nha. Ê nó lên nè, chạy xuống. Ủa nó cầm búp bê của em rồi. Đây búp bê trắng đây, cầm búp bê thế mạng. Rồi chạy. Okay, đi. Xuống đi. Anh em mình đỉnh quá luôn ơi. Sướng rồi. Có gỗ rồi nha, có củi rồi nha. Có anh có củi luôn rồi nè. Rồi chạy. Ba
Bây giờ chung thấy nó cái chung búp bê dứt nó liền. Ê không sao, em đứng đây đợi anh nè. Rồi ok, cuốn đây, xuống rồi rồi ok đây, lên lên lấy búp bê trắng luôn cho không có gỗ nha. Lấy gỗ luôn không, anh có gỗ chưa? Đây anh có gỗ, anh có gỗ rồi rồi đốt đây. Let's go. Đi chung. Holy shit. Làm sao? Ôi dồi, tính ra là anh với mày chơi hai người mà chơi game này là đang bị chai hot đó ba. Chứ còn gì nữa? Thôi bà. Ôi! Ôi! Không phải chạy. Ôi thôi rồi, em ơi rồi. Thôi rồi. Ai bị đây 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 hả? Rồi, thì đó, giờ em đứng kế bên anh luôn mà, chạy. Rồi, à, đây. Ôi giời, nãy nó vừa bắt anh là mày vừa cho nó búp bê luôn á. Thì đó. Là ông nha, em không đứng gần nữa mà nó vẫn lấy búp bê của em được á. Từ từ nha, em phải đi tìm một con búp bê khác rồi. Ôi thôi toan rồi. Từ từ đi, cái búp bê. Ê rồi, có một con búp bê rồi. Ok. Thôi đúng rồi, đi thôi. Ê còn hai con cuối hơi căng nha mấy ba. Nó kìa. Nó đâu? À đây, anh tìm được rồi nè. Ok, xuống là đốt. Đừng có nghĩ đây là cái sự hài hước. Ê rồi, đây. Xuống nè. Xuống. Nhất nè. Ừ. Bây giờ tóc biến luôn á, tóc biến luôn chứ không phải là nó đi nữa mày ơi. Ui còn con cuối nè, Con cuối cùng nằm đâu đây? Con cuối cùng anh nghĩ nằm đâu? Ai biết. Anh đâu rồi? Ở đây nè, sau lưng em nè. Ơi đó kìa. Ơi. Ui ơi, chạy. Thấy bà rồi, em hết rồi nha. Em không còn rồi nha. Anh còn. Em đi kiếm một con thế mạng đi, Ê. Trời ơi. Trời ơi, nó bỏ qua anh để nó bắt mày luôn. Trời ơi, bà nội nhà nó. Xuống tầng hầm mày ơi, làm nhanh gọn lẹ nè. Ôi ơi, nó bắt em rồi. Xuống tầng hầm. Ôi ơi. Thôi rồi, lỡ bơi rồi, đừng xuống tầng hầm làm đâu vậy. Trời ơi. Bà nội mày, anh mất luôn con búp bê thế mạng cuối cùng rồi. Thôi rồi, lỡ bơi ơi. Thôi rồi, game này lành quá, lỡ bơi lầm đích dữ nhiều mẹ ơi. Thôi rồi, lỡ bơi mọi người ơi, game khó quá. Xuống tầng hầm chưa. Rồi, khó đốt rồi. Rồi, đi. Rồi, toàn có anh ơi, còn con cuối cùng giờ sao vậy? Nó ngoài. Thế này cũng biết cuối cùng nó nằm ở đâu. Chơi cuối cùng mà hôi là hơi cay nha. Nói trước rồi đó. À bây giờ anh sẽ đứng ở dưới đi. Em sẽ chơi mạo hiểm đi lên tìm nha, ok? Không, bây giờ người đứng ở dưới phải là em, anh đi lên tìm cho. Ủa mà một đứa đứng ở dưới này làm cái gì? Còn hai đứa đi lên luôn, lỡ như cái chích chùm luôn đi hết. Con cuối cùng làm ra bây giờ mình phải đi. Ơi, bơi thêm mạng nè. Cứ bơi thêm mạng nè, ngon. Ê, đi ra ngoài mấy cái ban công đó coi, anh nghi nó ngoài mấy cái ban công lắm mày ơi. Em không mở cửa được ban công nè. Ủa nó tới nó rồi anh ơi. Dù đứng trong đây thì nó có gì? À! Ủa sao nó lấy được em vậy? Gì vậy? What the hell? Gì vậy? Ủa sao nó bắt được em vậy? Trong khi hai hướng em đều không thấy nó luôn. Ê, bây giờ nó tóc biến nó bắt mình lúc nào nó bắt luôn á. Nè em nè. Trời ơi, toàn thế nhờ. Ui ôi, nó rượt anh kìa đây. Toàn rượt anh đó nha. Xuống lò đốt rồi. Ui, giờ phúc nó mạnh nhất rồi á. Trời đất ơi, đang dí tao. Thì phải nó đang dí anh mà. Trời ơi, nó chạy nhanh, phải chữ luôn á. Kho nào? Ủa vào kho là kho nào anh em? Còn cái kho nào nữa hả? Trời ơi! Tính ra còn nước một con nữa. Game này chơi hai người là chơi thế nào hay căng á anh em à? Hai người này em thấy căng thiệt nha. Cái này thấy căng thiệt nha. Hả? Đáng lại chưa? Chưa còn nhặt chờ má. À còn nhặt chờ nữa. Lỡ quá tắt lại.